Kênh ơn là TK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với vườn kiển bonsai Xuân Thí, địa chỉ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn kiển bonsai Xuân Thí. Chào Thí. Dạ em chào anh, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh, em là TK Bonsai ha. Hôm nay quay trở lại vườn kiển Xuân Thí bên em, thì bên em chuyên cung cấp các tiểu cảnh cây bonsai theo phong cách ba miền Bắc Trung Nam ha cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ cho em ha. Liên hệ với bên em qua số điện thoại 0967634263 để được tư vấn và chốt đơn nha cô chú anh chị. Và dạ, đầu clip bên em là một cây siro ha. Dạ, mã số 1 là một cây siro cô chú anh chị ơi. Cây này có bộ đế rất là đẹp ha. Chi tàn cành thì em đã chỉnh sửa đều đặn ấm tàn hết hả cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình chơi cây siro thì cũng biết cây siro cái trái ăn rất là ngon. Cái trái đó mình nấu ra nước siro uống rất là nhiều vitamin C luôn á cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của cây là 38, tán ngang là 43. Em đo hoành thân vị trí này là được 18 hả cô chú anh chị. Nguyên cái bộ đế gửi dưới đây là được 54. Cây siro mã số 1 có bộ đế rất là đẹp nè cô chú anh chị. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 2.100.000 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 2 ha cô chú anh chị là một cây linh sam siêu bông ha. Dán em để vô một cái lu treo ngược ha cô chú anh chị. Đường thân co lắc cây rất là khéo léo ha. Siêu bông. Chi tàn nó cũng già hết ha cô chú anh chị. Đây, đường thân rất là khéo luôn nè. Cây linh sam siêu bông ha. Cái chậu treo ngược như thế này thì em làm cũng kỳ công lắm luôn á cô chú anh chị. Dạ, chiều đổ nó bay xuống tới đây là tầm 23 ha. Tán ngang như gì là khoảng 53. Em đo nó khít quá ta. Đo sao vậy? Em đo nguyên cái vòng này đi. Em đo như gì với cô chú anh chị xem giúp em ha. Nguyên cái dòng coi như vậy là được 23 ha cô chú anh chị. Đây, cây linh sam siêu bông này đường co lắc rất là khéo luôn. Em giao lưu với mình mã số 2 này 1.900.000 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu luôn. Một khi cái chậu mà treo ngược như vậy em ship cũng cực lắm luôn á cô chú anh chị. Thì bên em luôn luôn tìm những cái mới lạ, những cái đẹp để giao lưu với mình ha cô chú anh chị ơi. Đây, cái này là không đụng hàng luôn á. Quý cô chú anh chị nào có vườn lan á, hoặc là có ban công á, mình treo ngược lại mình chơi trên ban công đẹp lắm luôn á cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 3 ha, là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm cô chú anh chị ơi. Bộ đế rất là quái luôn nè, rất là đẹp ha. Để dòng một cái chậu tiểu cảnh rất là đẹp luôn. Rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của cây là 48, tán ngang là 57, hoành thân nó là 23 ha. Tổng cộng hoành đế dưới này em đo thử. Dạ nó tầm khoảng 65 á cô chú anh chị. Ủa đế rất là quái luôn. Nguyệt quế mà nó ra bông rất là thơm luôn đó cô chú anh chị. Rồi, em giao lưu với quý cô chú anh chị mã số 3 này 2.400.000 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cái chậu này lên cây rất là đẹp nhưng ship cũng rất là nặng luôn á cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào thích cây mà có thể, nếu mà có chậu thì mình có thể liên hệ với bên em lấy chậu, không lấy chậu để bên em trừ tiền ra cho mình ha cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo mã số 4 luôn ha, là một cây dúi. Quý cô chú anh chị mình thấy bộ xương của cây dúi này rất là đẹp luôn nè. Chi tàn mịn hết trơn luôn. Rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị, rất là đều ha. Bộ đế cũng rất là quái luôn nè. Đây, coi là chỗ này rất là quái cây luôn á cô chú anh chị. Bộ đế rất là lạ ha. Nó nhìn như vậy nè, giống như cái chân trước, hai cái chân trước là cái con thú mà nó có cái đuôi to ở đây vậy. Nhìn cũng lạ lắm luôn á. Dạ, chiều cao là 35, tán ngang là 48. Em đo ngay vị trí cổ này nó là 13. Ngay vị trí củ nở chỗ này là được 31 hả cô chú anh chị.
Mã số 4 em giao lưu với mình 2.100.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Rồi em xin phép qua mã số 5 ạ. Dạ tiếp theo mã số 5 là một cây nguyệt quế lá dòng lá nhỏ ha cô chú anh chị. Dòng này là dòng siêu bông ha cô chú anh chị. Nó thường xuyên ra hoa lắm luôn cô chú anh chị. Ôi, dòng lá này rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nhìn nó rất là mịn ha. Chiều cao của cây là 53, tán ngang là 38. Vị trí hoành em đo ở đây là được 18 ha cô chú anh chị. Cây nó xiên xiên, nhìn khéo cây dễ thương lắm ha. Em giao lưu với mình cây này 1.200.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Rồi tiếp theo một cây linh sam siêu bông, mã số 6 của chú anh chị. Cái này với mã số 2 lúc nãy mình có thể lấy làm cặp mình chơi được. Chơi cặp. Quý cô chú nào mà lấy cặp á thì em bớt cho mình 100.000 ha. Đây. Cái cây đường thăng co lắc khéo lắm luôn á cô chú anh chị, chi tàn đều đẹp lắm ha. Từ miệng chậu bay xuống đây là nó tầm khoảng 26. Tán ngang là khoảng 42. Em đo hoành thân vị trí này ha. Là nó được 13 đó cô chú anh chị. Cây làm để treo ngược gì thì cũng kỳ công lắm ha. Em giao lưu với mình cây này 1.700.000 nha. 1.700.000 em bao ship toàn quốc, bao gồm cái chậu này luôn. Chậu này chậu cổ đó cô chú anh chị. Hàng này cũng khó kiếm lắm luôn á. Bên em là sưu tầm á, lâu lâu mới về được 2-3 cái thôi. Rồi tiếp theo mã số 7 là một cây sam trái ha. Cây này dáng liễu rủ đẹp lắm nè cô chú anh chị. Đây, để vô một cái tượng gốm sứ bát tràng, rất là khéo ha. Lỗ chí thâm. Rồi, cái tán đổ từ trên cao mà bay xuống dưới này là được 45 ha. Tán ngang như gì em đo được là 25 đó cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này em đo được 11 nè. Từ trong thân mà bay ra đây chiều dài nó khoảng 35. Rồi mã số 7 cây sam trái để vô cái tượng lỗ chí thâm này, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 1.600.000 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái tượng này luôn nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo mã số 8 là một cây kim quýt. Cây này bộ đế rất là quái luôn. Đây, cây này cũng giống giống như con thú nằm vậy cô chú anh chị. Có cái đuôi bò ra sao nhìn nó quái cây lắm luôn cô chú anh chị. Dáng đổ về phía trước nhìn khéo cây lắm ha. Nhỏ mà rất là dễ thương. Chiều cao là 24, tán ngang của nó em đo như vậy được là 40. Hoành thân em đo vị trí này là được 18 ha. Em đo nguyên hết cái con thú này là em đo như gì là được 40 đó cô chú anh chị. Cây kim quýt mã số 8 em giao lưu với mình 2.000.000 nha. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu luôn ha. Rất là dễ thương luôn đó cô chú anh chị. Nhìn cái cây rất là quái ha. Rồi em tiếp theo mã số 9 nha. Dạ tiếp theo ha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 9 là một cây cốc gừng để trong một cái chum cổ. Nhìn rất là nghệ thuật luôn cô chú anh chị. Đường thăng co lắc của cây cốc gừng này quý cô chú anh chị mình thấy nè. Nó co lắc rất là khéo luôn. 2-3 dòng co luôn. Đẹp lắm luôn á cô chú anh chị. Cốc gừng này thì em chưa ghép cốc thái ha. Quý cô chú anh chị nào thích cốc thái thì cứ liên hệ bên nhà vườn bên em ghép cốc thái gửi cho mình ha cô chú anh chị ơi. Cây này đường thăng co lắc rất là đẹp luôn. Quý cô chú anh chị nào mà để ý theo dõi vườn bên em thì bên em rất là nhiều cốc ha. Có những cây rất là to luôn. Quý cô chú anh chị nào thích chơi cây to thì cứ liên hệ với bên em thì bên em sẽ chụp gửi cho mình xem ha. Những cây rất là lớn ha. Cốc gừng thì sức sống của nó mãnh liệt lắm nha cô chú anh chị. Ví dụ cây cốc thái của mình sống bình thường khoảng 7-8 năm thôi, nhưng một khi ghép vô cốc gừng nó có thể sống cả trăm năm được luôn cô chú anh chị. Cây thì cũng rất là đẹp ha. Chiều dài của cây em đo được 28 ha. Ngay cái vị trí cổ nhỏ nhất của cái cây em đo được 11. Nguyên cái vòng tròn lớn nhất như gì em đo được 45 ha. Rồi mã số 9 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.300.000 ha. 1.300.000 em bao ship toàn quốc bao gồm cái chum cổ này luôn cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 10 cũng là một cây cốc gừng luôn. Cây này thì để dùng một cái tượng, nhìn rất là dễ thương ha.
Cây này nó nhỏ nhưng mà đường thang co lắc nó quái lắm luôn cô chú anh chị, rất là khéo ha. Rồi, khéo lắm luôn á cô chú anh chị. Nó co lại chỗ này rất là quái luôn nè. Cây này mà ghép gốc thái vô cái là nhìn đẹp cực kỳ luôn. Chiều cao nó là 23. Đo như vậy đi, đo nguyên cái vòng của nó gì cho mình tưởng tượng ha. Là được 56 là nguyên cái vòng tròn của cái cây cốc á cô chú anh chị. Cái vị trí cổ là vị trí nhỏ nhất của cây là em đo được 10. Để vô một cái tượng Phật Di Lặc này cũng dễ thương lắm luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 10 em giao lưu với mình là 1.350.000 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm tượng nha. Tiếp theo ha. Mã số 11. Một cây xanh Nam Điền. Cây này thì chi tàn nó cũng đều hết ha cô chú anh chị. Thân co lắc rất là khéo ha. Một dòng co ngược lên đây. Rất là đẹp. Xanh Nam Điền một thời rất là hot luôn đó cô chú anh chị. Cây rất là đẹp ha. Cây này em đã thay một nước dây rồi. Nước dây này chỉ định hình lại thôi. Rất là đẹp ha. Chiều cao nó là 37. Tán ngang nó là 51. Hoành thân em đo vị trí này được 10 ha. Cây xanh Nam Điền này đường thân co lắc nó khéo lắm luôn nè cô chú anh chị. Em giao lưu với mình 1.600.000 ha, em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu này nha. Rồi, tiếp theo mã số 12 là một cây linh sam, hàng khai thác. Ghép linh sam 86 nè cô chú anh chị. Cây này là hàng khai thác nè. Ở trên thì ghép 86 ha. Chi tàn bên em chỉnh lại đều đẹp hết ha cô chú anh chị. Mịn tàn hết luôn. Rất là đẹp luôn. Để vô một cái tượng gốm sứ men rạng. Nhìn nó rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. Chiều cao nó là 25. Tán ngang là 28. Em đo vị trí tròn nhất này của nó ha. Là 25 luôn á cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu với mình 1.000.000 đồng ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm cái tượng cho mình luôn nha. Cái tượng này cũng hết 400.000 đó cô chú anh chị. Nhìn nó rất là nghệ thuật ha. Rồi em tiếp theo qua mã số ha. 12 nha. Dạ, mã số 13 là một cây linh sam song hình ghép 86 ha cô chú anh chị. Bộ đế nó nhỏ mà nó quái này cô chú anh chị ơi, rất là nghệ thuật luôn. Để vô một cái tượng gốm sứ men rạng nhìn nó rất là sắc sảo luôn cô chú anh chị. Ôm cái viên đá nhìn rất là khéo cây nè. Nhìn mini gì mà dễ thương lắm luôn á cô chú anh chị. Rồi em đo chiều cao ha, chiều cao nó là 27. Tán ngang của nó là 20. Cái bộ đế phía dưới này em đo gì là được 22 ha. Rồi. Cây linh sam song hình ghép 86 mã số 13 này em giao lưu với mình 1.000.000 nha. 1.000.000 em bao ship toàn quốc bao gồm cái tượng này ha, nhìn dễ thương lắm luôn á cô chú anh chị ơi. Rồi. Tiếp theo mã số 14 là một cây hoa giấy Mỹ ghép hoa giấy cẩm thạch ha. Lá cẩm thạch rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị, bộ đế thì rất là khéo ha. Đế đẹp lắm luôn. Nó đang cho ra hoa của chú anh chị. Tới Tết là một cây hoa đẹp cực cỡ luôn ha. Bộ đế đẹp lắm nè cô chú anh chị. Em quay cho mình xem một vòng ha. Rồi. Chiều cao nó là 55. Tán ngang là 45. Hoành thân em đo gì là được 27 ha. Tổng cụm ở dưới này gì em đo gì là được 50 nha. Rồi. Mã số 14 cây hoa giấy Mỹ ghép hoa giấy cẩm thạch này em giao lưu với mình 950.000. Em bao ship toàn quốc nhưng không bao gồm cái chậu này nha cô chú anh chị. Chậu này xi măng không có giá trị gì chân mà vận chuyển đường xa nặng nề. Cây mình nó cũng không có thêm được nhiêu giá trị hết hết cô chú anh chị. Em chỉ ship những chậu đẹp cho quý cô chú anh chị thôi. Rồi. Em tiếp theo ha. Mã số 15. Là một cây vạn niên tùng của chú anh chị. Đường thân co lắc cây này cũng dễ thương lắm luôn. Chi tàn chỉnh sửa rất là đẹp ha. Rồi. Chiều cao là 55. Tán ngang là 71. Hoành thân là 10. Rồi. Nó có từng cụm như là hoa vậy đó cô chú anh chị, nhìn rất là đẹp ha. Em giao lưu mã số 15 với mình là 2.500.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Tiếp theo mã số 16 là một cây dúi cô chú anh chị. Đây. Cây này nhìn nó rất là già cây luôn.
rất là quái luôn nè. Đây, nó như có hai cái chân đây cô chú anh chị, nhìn y hệt con thú luôn nè, nhìn theo hướng này là nó có chân luôn nè cô chú anh chị, chân bên đây ha, còn phía bên đây có hai cái chân bên đây nữa, y hệt bốn cái chân con thú luôn, có cái cổ lên, nó hồi về nhìn rất là khéo cây ha. Rồi cây dúi này chiều cao nó là 40, tán ngang nó là 65, ngay vị trí cổ này em đo được 19 ha, nguyên cái cụm hoành dưới này gì em đo được 36 nha. Rồi cây dúi mã số 16 em giao lưu với mình 1.800.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu này nha cô chú anh chị ơi. Rồi em qua mã số 17 ha. Tiếp theo mã số 17 ha cô chú anh chị là một cây ổi, cây ổi lê, cây nào mình về mình lặt lá là nó ra bông ra trái đó cô chú anh chị, đường thân co lắc cây rất là khéo ha. Đây nó co chỗ này nè cô chú anh chị, rất là khéo cây ha. Cây ổi thì mình vừa chơi được cây, mình có trái mình ăn luôn. Chiều cao của cây là 30, tán ngang là 57, hoành thân của nó em đo được 12. Cây ổi mã số 17 này em giao lưu với mình 2.200.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Cây này đường thân co lắc khéo lắm luôn á cô chú anh chị. Tiếp theo ha. Rồi mã số 18 là một cây vạn niên tùng ha. Cây này dáng đổ nhìn rất là khéo cây cô chú anh chị, đường thân co lắc rất là đẹp ha. Đây nó đổ xuống gì đẹp lắm luôn á cô chú anh chị. Rồi chiều cao ha là 56, tán ngang là được 65, ngay vị trí thân này em đo hoành được 12 ha. Rồi cây vạn niên tùng mã số 18 em giao lưu với mình 2.700.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Tiếp theo mã số 19 là một cây xanh Nam Điền, cây này đường thân co lắc cũng đẹp lắm luôn. Cây này với mã số đầu clip hình như là mã số 5 hay sao á, là một cặp á cô chú anh chị, quý cô chú anh chị nào lấy một cặp em ship em bớt tiền cho mình ha. Cây này em mới đệm thêm lớp dây cho nó định hình rồi thôi, chứ nó đã già, nó đã vô dáng hết rồi đó cô chú anh chị. Đường thân co lắc cũng rất là khéo ha. Đây chiều cao là 40, tán ngang là 45, em đo nguyên cái cụm gì dưới này ha là được 19 hả cô chú anh chị. Đây rồi mã số 19 cây xanh Nam Điền này em giao lưu với mình 1.650.000 ha, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Cây này rất là khéo cây luôn, nhìn rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 20 là một cây linh sam 86 gin luôn cô chú anh chị ơi. Cây này dáng bạc phong hội đầu nè, này tới đây nó hội về nhìn khéo cây lắm luôn. Cây này cây gin đúng cô chú anh chị, nhỏ nhưng mà gin luôn ha, dễ thương lắm luôn. Chiều cao nó là được 19 ha, tán ngang của nó là được 34, ngay hoành thân của nó được 6 thôi ha cô chú anh chị. Để vô một cái tạp tượng gốm sứ miên gạn nhìn nó rất là sắc sảo, rất là đẹp cây ha. Mã số 20 em giao lưu với mình 1 triệu ha, em bao ship toàn quốc bao gồm tượng nha cô chú anh chị ơi. Rồi em tiếp theo mã số 21 ạ. Dạ tiếp theo ha cô chú anh chị, mã số 21 là một cây cần thân cô chú anh chị ơi. Cây này có bộ đế rất là đẹp, nó nở cái này nhìn tròn do, nhìn rất là dễ thương ha. Chi tàn nó mịn đều hết luôn nè cô chú anh chị. Để vô một cái chum cổ rất là cổ kính, nhìn rất là nghệ thuật ha. Chi tàn rất là đều, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, chỉnh sửa rất là khéo ha. Chiều cao của cây là 32, tán ngang em đo là được 48, ngay vị trí cổ này em đo được 17, nguyên cái củ tròn gì em đo được 41 ha. Cái cần thân, cần cù thân tuyến của chú anh chơi, mình chơi phong thủy cây này rất là đẹp ha. Mã số 21 em giao lưu với mình 2.200.000, em bao ship toàn quốc bao gồm cái chum cổ này nha. Tiếp theo là một cây linh sam siêu bông. Đây để vô một cái tượng Phật Di Lạc nhìn dễ thương lắm luôn cô chú anh chị. Đường thân co lắc cây cũng khéo lắm ha.
chiều cao nó là 25. 8.000. Em đo được 56. Hoành thân em đo được 12 ha. Rồi, cây lim sam siêu bông mã số 22 này em giao lưu với mình 1.500.000, em bao ship toàn quốc, em bao gồm chậu luôn, bao gồm cái tượng này luôn ha. Tiếp theo, cây cần thân mã số 23, để vô một cái tượng lỗ chí thâm, nó dán bài nhìn rất là khéo ha cô chú anh chị. Bộ đế rễ rất là đẹp luôn nè, em đo từ bộ đế rễ này ra ha, bay ra đây là được 53. 8.000 là 32. Em đo vị trí này đi ha. Như vậy em đo được 25 nè cô chú anh chị. Rồi cây cần thăng em giao lưu với mình 1.500.000 ha. Em bao ship toàn quốc, bao gồm cái tượng này cho mình luôn nha. Cây này dán bay, cần thăng rất là đẹp luôn, cần cù thăng tiến của chú anh chị. Tết mà tặng cây này là cũng phong thủy dữ dằn lắm luôn, người ta thích lắm luôn. Mã số 24 ha, là một cây thần kỳ. Trời ơi, cây này một cây trái luôn nè cô chú anh chị ơi. Trái quá trời luôn. Đang cho ba bông cũng nhiều lắm nè cô chú anh chị. Tết đó cô chú anh chị, mình nhà mình có khách đó, mình giới thiệu với bạn bè mình đó, cây thần kỳ này cô chú anh chị, mình cho khách ăn xong ha, mình đưa rượu hay gì mặn đắng cay chua gì không biết, nó đều ngọt hết trơn luôn cô chú anh chị, tại vì nó có thể đánh lừa vị giác của mình á. Cây này chơi cũng vui lắm đó cô chú anh chị. Đang cho một cây trái luôn cô chú anh chị, chiều cao em đo như vậy là 23. 8.000 ha, em đo như vậy là được 60. Hoành thân em đo như vậy là được 6.5, nhưng mà nó có cộng kẽm thì nó tầm khoảng 6 ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 24 em giao lưu với mình 1.2 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Ở một cây trái luôn, cả mười mấy trái luôn rồi đó cô chú anh chị, nó đang cho ra bông. Nó nở thêm nhiều lắm luôn đó cô chú anh chị. Rồi, em vào mã số 25 ha. Dạ, tiếp theo mã số 25 là một cây cốc gừng ha cô chú anh chị. Cây cốc này có bộ rễ rất là quái luôn. Rất là già, thân thì rất là già ha. Cây cốc gừng này thì em chưa ghép cốc thái nha quý cô chú anh chị, nào mua mà muốn ghép cốc thái thì cứ liên hệ nhà vườn bên em ghép sẵn rồi gửi đi cho mình ha. Cây này bộ đế rất là đẹp luôn. Cốc gừng thì sức sống của nó mãnh liệt lắm luôn á cô chú anh chị. Em đo ha, chiều cao của cây từ đây xuống đây là 36. Em đo vị trí này là được 33. Nguyên cái dòng này em đo được là 70. Rồi, cây cốc gừng mã số 25 em giao lưu với mình 1.700.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu ha. Thì nhưng quý cô chú anh chị nào có chậu á thì cứ liên hệ với bên em trừ tiền chậu ra cho mình nha. Bộ đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị, ghép cốc thái vô đây là một cây trái nó rủ xuống nhìn đẹp lắm luôn. Mã số 26 là một cây tùng cối cô chú anh chị. Cây này thì đường thăng co lắc nó cũng quái lắm luôn ha. Nó cũng kiểu như nó cũng lắc léo uốn lượn khéo cây á. Chi tàn đây. Chiều cao của cây là em đo được 19. 8.000 em đo như vậy là được 53. Hoành thân nó là 8 ha. Đây. Mã số 26 em giao lưu với mình 1.400.000 ha. Em bao ship toàn quốc bao gồm chậu luôn. Tiếp theo mã số 27 là một cây cần thân ghép cam Mỹ. Đây, cây đang có trái luôn nè cô chú anh chị, bông rất là nhiều luôn ha. Bông, đây bông nha. Cây đang có trái, có bông, cần thân ghép cam rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cây này, cái lá đang rất là tươi tốt luôn nè. Đây, cho mình xem cái trái nữa ha. Đây, trái rồi cô chú anh chị, bông nữa nè cô chú anh chị, nó chuẩn bị cho ra trái. Trái cam Mỹ thì quý cô chú anh chị nào chơi cây cần thân thì biết ha, cây cần thân mà nó nuôi trái cam Mỹ là nó bự như gì nè cô chú anh chị, nó ở trên cây cả năm nó mới rụng luôn á. Trái nó rất là to luôn, rất là ngon luôn. Mình chơi cây cần thân vừa đẹp mà vừa có trái cam ngon ăn luôn hả cô chú anh chị. Mà đợi trái này ăn thì hơi lâu ha. Và chiều cao là 66. 8.000 là 52. Ở đây có hai trái con nữa nè.
Hoành thân em đo vị trí này là được 16 ha. Em đo nguyên cụm hoành đế gì 39 ha cô chú anh chị. À, bộ đế rất là đẹp luôn nè. Nó nhìn như con thú có cái cổ lên, nhìn cũng khéo cây lắm luôn. Cần thân ghép ca Mỹ thật sự mà nói là về bao nhiêu là em bán được hết đó cô chú anh chị. Em phải tìm lại cái cây mới để cho giao lưu với quý cô chú anh chị á. Tại vì cây cần thân mà có trái á, mùa thời điểm này á, người ta mua người ta chơi Tết luôn. Rất là đẹp ha, cây này em giao lưu với mình 1.600.000, em bao ship toàn quốc bao gồm chậu nha. Tiếp theo, cây si nhật ha. Mã số 28. Có dáng thác đổ nhìn rất là đẹp cô chú anh chị. Cái cây này nè, cái lá nó cụm ra như cái bông đang nở vậy cô chú anh chị. Rất là đẹp, nó cũng thường xuyên cho ra trái luôn á. Em đo cái chiều từ điểm cao nhất đổ xuống đây ha là 50. Tán ngang là 46. Em đo vị trí hoành thân gì là được 8 ha. Rồi. Dáng đổ gì nhìn khéo cây lắm luôn nha cô chú anh chị. Mã số 28. Em giao lưu với mình 1.1 triệu thôi ha. 1.1 triệu em bao ship toàn quốc bao gồm cái chậu nha. Dạ mã số 28 thì em cũng là cây cuối clip của em, thì bên em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu mình đã xem đến hết clip ha. Em chúc quý cô chú anh chị mình xem clip vui, có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở clip sau. Liên hệ với bên em qua số điện thoại 0967634263 để được chị Xuân tư vấn và chốt đơn nha. Số điện thoại đó thì chị Xuân cũng dùng cho Zalo luôn ạ. Em cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều, hẹn gặp lại clip sau ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với Vườn Kiển Bonsai Xuân Thí để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.